Cộng sản Việt Nam sẵn sàng ký bất kỳ một cái hiệp định nào nhưng mà không bao giờ thực hiện. Cộng sản Việt Nam có một rừng luật nhưng mà hoàn toàn sai lập rừng. Bây giờ cứ tạm cho như là cái thời gian đó là mới sau 75 thì nó nghĩ rằng nó phải trị an bằng bàn tay sắt. Nhưng mà gần đây thì anh thấy những chuyện vi phạm còn trầm trọng như thế nữa không, và nó vi phạm như thế nào? Có rất nhiều quốc gia họ sau một cái thời gian lật đổ chế độ, cũng như cái kinh nghiệm lịch sử của mình thời nhà Trần, có những người đã phản quốc nhưng mà vua Trần cũng bỏ, để bắt tất cả đi học tập, cái gọi là học tập cải tạo, đem ra xử bắn những người đó. Đó là một chế độ độc tài bất nhân, không thể viện, nên là vừa ổn định mới mà cần ổn định an ninh. Nhưng mà sau này thì nhờ cái hệ thống truyền thông quốc tế, thành ra cái tất cả những tin tức họ không bưng biết, thì thay vì đem bắn, họ có những hình thức giết ngầm. Thí dụ như nhà văn Dương Thu Hương đã từng nói Cộng sản Việt Nam đã triệt tất cả những người cựu kháng chiến, những người trong hàng ngũ họ ở Thái Bình. Cái vụ nổi loạn Thái Bình thì quý vị đã biết, cho sang phòng bên hình sự, rồi tối cái hình sự lấy đũa nó thọc vào lỗ tai, coi như nó thanh toán nhau. Họ không chịu trách nhiệm. Cũng như sau này thì nó dùng cái bọn cường hào đỏ, cường quyền đỏ, tư bản đỏ, nó cấu kết với xã hội đen, sử dụng côn đồ, trong côn đồ nó có xã hội đen, trong côn đồ nó có những công an giả dạng côn đồ. Mà cái bằng cứ vừa rồi là cái mẹ nấm có đưa lên trên cái hình ảnh của một cái tên thiếu tá, nhưng mà giả dạng bận Hồ Chí Minh, chứ không phải chỉ có côn đồ thuần túy. Nó sử dụng kể cả cái dân phòng, một số cái loại xã hội đen, kể cả những công an chìm bận đồ dân sự để mà đàn áp, để mà khống chế. Bởi vì cái chế độ cộng sản nó khống chế không phải cái con người đấu tranh, cả cái gia đình đó khống chế bằng tình cảm, khống chế bằng kinh tế, triệt tiêu cả một cái giai cấp đối kháng. Như cái thời gian đa số anh em sĩ quan đi học tập thì cả gia đình suy sụp, cho tới khi ra người nào sống sót được có điều kiện thì sang Mỹ, còn một số thì chết trong nhà tù, gần 65.000. Họ triệt luôn cả cái thành phần xã hội. Thành ra bây giờ họ dùng tất cả, quý vị phải thấy rằng không phải ở Việt Nam vô cảm, họ thấy chứ, thế nhưng mà chưa có điều kiện để vùng lên. Bây giờ tôi nói đơn cử mới đây một cái chế độ trước, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người bố đi làm cảnh sát quân đội, người con đi biểu tình. Bởi vì sao mà người bố người làm nuôi cả gia đình, con cứ ăn học và đi biểu tình, nghe phản chiến thì tưởng là đúng, hay thanh niên thì nhảy vào. Nhưng mà cái chế độ này ai làm người đó ăn, không đủ sống, bắt buộc phải kiếm sống. Cái chế độ mà dùng bao tử để bóp, để khống chế là một trong những cái kỹ thuật thống trị của cộng sản. Rồi nó dùng gia đình, vợ con, cha mẹ khuyên can, mất mát tất cả, cái người nào đấu tranh là cái người rất là can đảm, dám hy sinh tất cả, như là nhà văn Huỳnh Ngọc Cấn, người con gái nữ anh thư, mà tôi gọi nữ anh thư là Huỳnh Thục Vy. Thì quý vị thấy rằng là khi mà tình hình thế giới thay đổi, có thể nói nhân loại bước sang đầu cái thiên niên kỷ thứ 3 này, có thể một cuộc cách mạng xã hội toàn cầu, cuộc cách mạng xuất phát từ đáy quần chúng, mà chúng ta đã thấy từ Bắc Phi sang Trung Đông. Thế Gaddafi dù ngoan cố mấy chục năm thống độc tài thống trị thế nào cũng sụp đổ, thì cái chế độ cộng sản họ nó cũng biết cái ngày tàn của nó. Người dân cũng tất cả muôn người như một, kể cả những hàng ngũ quân đội cũng muốn vùng lên, nhưng mà cái điều kiện ắt có và đủ của bài toán. Điều kiện ắt có là cái lòng quân lòng dân tất cả bất mãn có, nhưng mà còn cái điều kiện đủ là bởi vì chế độ cộng sản là một cái chế độ độc tài thống trị dựa trên cái guồng máy công an dày đặc. Thành ra không một cái việc, một cái hành động nào mà có tính tổ chức mà không bị phát hiện. Ngay cả tất cả các mạng ở bên ngoài, những ngoại này cộng sản có những đặc công mạng vào công khai xuất hiện ở Lý Tân Sài Gòn tuyên truyền tiếp tay cho cộng sản. Thì ở Việt Nam khi làm cái gì có tính tổ chức là bị phát hiện. Kinh nghiệm của tôi bao nhiêu năm tù tôi, làm cái gì phải mang tính không tổ chức và siêu tổ chức. Tức là cái kỹ thuật làm sao để nó không phát hiện, không tìm thấy được. Thì cái, nó chỉ còn tất cả Việt Nam nó chỉ đợi một cái điều kiện gọi là điều kiện đủ của bài toán. Nó sẽ có cuộc cách mạng chống đồng bùng lên và thay đổi trong một ngày một giờ thôi. Và cái điều kiện đủ đó là gì? Là một cái yếu tố khách quan nó tác động thôi. Thí dụ
Trung Quốc nó tấn công trong nội bộ hàng ngũ cộng sản, thanh toán nhau bất đồng quan điểm, hoặc một cuộc biểu tình của các công nhân dân oan hàng chục ngàn xuống đường thì nó không kịp đỡ, thì cái điều kiện khách quan tức là nó không phá được. Và cái vấn đề chúng ta phải, đồng bào trong và ngoài nước phải chỉ tai tuyên truyền vận động đều khắc, khi có một cái biến cố chạy mà có tính chuyển đổi lịch sử thì tất cả phải xuống đường đồng loạt tại các nhiều nơi vào cùng một lúc, thì cái bộ máy công an nó bị giàn trải ra mà nó không làm gì được, lúc đó nó trở thành bất lực và tình hình sẽ chuyển đổi thôi, đó là cái điều sẽ xảy ra. Xin anh cho biết thêm về cách đối xử của cộng sản đối với riêng cá nhân anh trong những ngày mà anh bị ở tù. Anh có thể nói ra một vài điều mà có thể nói là anh cảm thấy là vi phạm nhân quyền của anh rất nhiều. Dạ thì cái chuyện thì ở tù thì đương nhiên nó phải khổ rồi. Thế nhưng mà nó khổ mức độ nào? Nhưng mà cái chế độ cộng sản ấy thì nó gọi là tận cùng bằng số. Bây giờ về nói về cái chế độ lương thực, một tháng nó chỉ cho một cái người tù trong xà lim là có 7 kg. 7 kg nó khoảng bao nhiêu bao nhỉ? Khoảng 14 bao một tháng, kể cả khoai lang, khoai mì, bo bo mỗi lần nó phát một cái lưng chén. Mà đặc biệt là tôi ăn bo bo mà ăn một lúc một chén, nửa chén này nhưng mà nhai, hoặc là 726 một bát tôi đếm mà ăn một bữa gần 2 giờ đồng hồ, cái đĩa tát nó ra nó ngọt hơn, bây giờ không cái gì ngọt bằng cái đó. Nó đói mức độ là, xin lỗi chị, là không có gì để bài tiết, không có gì bệnh để bài tiết. Mới đầu mình vô trong cái xà lim mình sợ vấn đề vệ sinh, dần già được không có cái gì nữa. Còn hơn là đi tu ăn nhẹ nhàng, cơ thể nó cứ nuôi, nó lên đốt cano nó nuôi dần thành những người trong xà lim á, thì là kiệt quệ về sức lực. Còn cái tra tấn đánh đập thì tôi đã nói với quý vị là cá nhân tôi bị tra tấn, bị đánh đập đủ hình thức, bởi vì tôi là cái đầu vụ để lấy cô. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, tức là có một lần thì ở trong cái xà lim ở Đại Bình thì cán bộ vô nó lấy một cái chốt sắt ở cửa xà lim gần bằng 3/4 cái cổ thầy, nó bắt đạp hai chân đó. Lấy cái chân nó đạp này nghiêng đây nó đánh mặt cá, nghiêng đây nó đánh con khoai. Mà nó đánh không phải đánh nhầu như cái chế độ Việt Nam mình trước là tức đánh thì nó xỉu hết. Còn nên nó đánh kiểu mà tra khảo. Mà cái chốt sắt cửa này mà đánh vô cái mắt cá con khoai thì cái mắt cá con khoai tôi nó sưng lên gần 2 tháng trời. Đồng thời nó cấm trong vòng 4, một tuần lễ không được uống nước. Thì chúng tôi xin lỗi là phải lấy nước tiểu xong rồi uống. Uống còn một tí thì mới xoa lên cái chân, lúc nó sưng thì kệ nó, cũng không ke, không quan tâm gì nữa, bởi vì nó có nhiều cái chuyện mà mình phải quan tâm hơn. Thì đau quá mà tôi đã phải chửi, xin lỗi quý vị, tôi cũng dùng cái chữ bác mẹ trong mà đánh chết ta đi. Mình chửi nó để hy vọng nó đánh mình sẽ nhầu, rồi mình xíu nó đu lên cái thành nó đạp vào mặt vào người tôi. Nhưng mà sau khi tôi la lớn lên mà tôi chửi thì nó mới ngưng cái này. Và nó đánh tôi nghĩ ra là 27 cái. Và xin lỗi quý vị, thì lúc đó là mình không còn biết mình là ai, là tá hỏa thần. Nhưng không là không, bởi vì tôi chấp nhận cái này. Không phải là mình kể lại như là một cái chuyện anh hùng anh hào, nhưng mà trong cái tận cùng bằng số mình đã chọn một con đường mình quyết định. Thì cái điều này tất cả anh em đã ở tù chúng tôi đều biết điều đó. Mà không phải đánh mình cá nhân thôi. Có một cái ông già năm nay 85, tức là ông 16, hơn 16 năm tù, ông cũng ở trong cái xà lim với tôi. Ông mới định cư được gần tháng ở bên Minh Mi này. Chị có dịp chị phỏng vấn ông ấy, chị sẽ thấy những cái chuyện nó đánh chúng tôi như thế nào. Một ông già cũng bị đánh. Thành ra nước Mỹ, tôi sang đây mà thấy Mỹ bắt những tù binh ăn quân đa, rồi bị này kia, rồi vi phạm nhân quyền, thì tôi chỉ buồn cười thôi. Tôi bảo có những cái mà không những vi phạm nhân quyền, nói Việt Nam là vi phạm nhân quyền thì không đúng. Chúng tôi nói thẳng là Việt Nam không có nhân quyền, hoàn toàn không có nhân quyền. Còn những cái mà bảo
tự do tôn giáo, đi nhà thờ, những cái đó là nó họ xả chút bắp để người ta đi lễ lại, đi làm kia. Sau một thời gian bị ép xuống thì cái đó nó không phải tự do tôn giáo. Bằng cớ nếu mà tự do tôn giáo thì đâu cần một ủy ban liên lạc về tôn giáo chính phủ để mà đào tạo những cái tăng sĩ, những linh người gấm vô tu trong cái nhà dòng để đa linh mục hay là đa một vị tu sĩ Phật giáo để hoạt động có lợi cho chế độ cộng sản. Thì cái đó thì nó đâu phải là tự do tôn giáo. Tức là họ đánh anh trong vòng bao nhiêu lâu rồi họ mới ngưng? Mấy ngày? Thì trong thời gian mà lấy cung á, thì chỉ biết là lấy cung cũng cả 3 tháng trời. Thì có lúc nó dùng những cái đối sách, gọi là đối sách là cái chữ cộng sản, là cái chính sách đối với từng cá nhân, đối với từng giai đoạn, đối với từng thời kỳ. Thí dụ bây giờ tôi nói đối sách cộng sản Việt Nam trước khi nó biết Mỹ phương Tây sẽ can thiệp cái vụ này, nó bắt một số trước, để khi can thiệp nó thả ra một số, nó vẫn giữ được một số, thì nó gọi là đối sách trong từng giai đoạn, nó đối phó trong từng giai đoạn. Thì có lúc nó dùng cái chính sách mềm dẻo, có lúc nó khủng bố gia đình, uy hiếp tinh thần vợ con, nhưng để viết thư lên. Thời gian anh bị bắt thì cái đó là cũng mới 6-7 năm, không bao lâu, hay là nó còn bắt anh những đợt sau nữa? Dạ, khi thì họ bắt tôi vào ngày 3 tháng 7 năm 1977. Dạ. Thì một năm trời lấy cung cán, thì đến ngày 3 tháng 7 năm 1978 đem ra tòa án xử. Dạ. Thì cái thời gian đó là nó đấu trí căng thẳng, còn chuyện đánh đập thì cái chuyện nó cũng vừa bắt vô thì nó rộng mắng súng oánh dập mặt xuống đất rồi, bởi vì mình là kẻ thù mà mình nhắm chống lại cái chế độ của nó thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mà cái thần kinh căng thẳng, cái tâm sinh lý của mình về vấn đề gia đình vợ con mình gạt đi, tôi vô tù thì tôi nghĩ là coi như bỏ hết, mình sẽ là một người con bất hiếu đối với mẹ mình, người chồng không có trách nhiệm đối với vợ và người cha không có trách nhiệm được. Thì mình đã chấp nhận việc này thì mình không được đòi hỏi cái điều gì thì nó nhẹ bớt đi. Nhưng mà cái căng thẳng là cái phải đối phó với cái cung cán, làm sao mà thoát được. Chị biết không thể nào chị không khai mà nó lại bỏ qua cho mình được, thì mình phải tìm một cách thế nào, tức là nói những cái điều mà mình không chối được và làm cái gì khả dĩ mà nó có thể chấp nhận được cái đó, mà để nó bỏ qua cái thời gian tạm thời coi như nó kết thúc cái cung, để mình để nó đưa hồ sơ ra tòa. Thì cái trường hợp này thì nó đòi hỏi một cái sự đấu trí, nên đây là một cái cuộc đấu trí. Và dĩ nhiên là một bên là cái kẻ có sức mạnh và bên là cái người tù ốm yếu, đói khát, mỏi mòn, âu lo, mệt mỏi. Thì có những trường hợp mà anh em phải khai một số mà cái điều không quan trọng thì tôi cũng nghĩ là cái chuyện là không thành vấn đề, bởi khó mà ai qua được cái đòn thù của cộng sản, trừ trường hợp là coi như mình chấp nhận hết xả láng. Thành ra nói về cái chuyện tra tấn đánh đập thì những cái hành động của chế độ cộng sản nó không có một cái gì ràng buộc này, mà thành ra nó sử dụng bất cứ một cái đòn nào, chỉ biết cái gan bàn chân là bao nhiêu cái huyệt độc ở đó. Nó lấy những cái cây nó thọc không, nó lấy những cái cây nó thọc không, và nó tra tấn mình đủ mọi hình thức. Có những người bị còng xéo tay đằng sau trước, mà chúng tôi gọi là hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, rồi còng kiểu mà rút kiếm nhật, tức là ra này còng này chừng 3 ngày là coi là lúc thả ra là cái tay sưng và cái tay liệt luôn cả tay, nó còng xéo hay sao. Thành ra nói tới cái chuyện mà những nhục hình thì kể một tháng trời không hết. Thì chúng tôi cũng đang hội sẽ cố gắng để sưu tập tất cả những cái đó và lúc nào sẽ trình bày với quý vị. Thế nhưng mà hôm nay cũng nói về cái cá nhân tôi không thành vấn đề, nhưng mà cái tội ác của bắn trên 300 tù nhân chỉ trong đó 2 linh mục 2 phụ nữ, một phụ nữ có mang, đây là cái tội ác đối với nhân loại. Chúng ta vì cái lòng từ bi bác ái của chúng ta có thể bỏ qua cá nhân tôi bỏ qua, nhưng mà cái tội ác đối với dân tộc, cái đó là không thể bỏ qua được, trừ khi họ thấy được cái điều đó và họ phải phản tình yêu nước Phật. Tất cả hàng ngũ cộng sản phải đứng lên để lật đổ cái chế độ đó. Vâng, xin cảm ơn anh. Dạ vâng, chào anh.
Cảm ơn, chào chị.